là lúc đó em đang học lớp 10. Ừ. Còn ông xã em hiện lúc đó là đang là giáo sinh thực tập, thì ở thành phố về tỉnh để thực tập. Cái là coi như em bị tiếng sét đầu tiên, ái tình đầu tiếng tiên ái tình từ đó. Dạ, chồng em đẹp trai quá. Mới lớp 10 thôi mà dễ dạ. sợ. Cô bé lớp 10 ngày nào giờ sao thay da đổi thịt. Thay da đổi thịt, khổ thao quá, mà xinh xắn quá. Đi đi xe mà trên đường đi vậy nè, mà thấy đồi núi ha này cái nọ mà ôi nó trời ơi chị sa mạc kìa chị. Chị thấy có mà rất chân thành. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe những câu chuyện của cặp vợ chồng tiếp theo. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để đón chào họ. Hai bạn này có một gương mặt rất giống nhau chị ha. Mặt phu thế nè. Không, nhưng mà vậy chị cảm nhận ở cái cặp đôi này có một điều gì nè. Vợ em nhõng nhẽo lắm phải không? Em thấy hay... chiều vợ em dữ lắm phải không? Dạ, hay quá. Đúng không? Hay quá. Quá hay luôn. Sau đây tôi đi làm thầy bói nè. Rồi, xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Phan Quang Thắng. Năm nay em 31 tuổi, hiện là em là giáo viên toán. Thắng là giáo viên. Dạ. Cho thầy. Em tên là Lê Nguyễn Trúc Vi, hiện tại em 25 tuổi, em đang là kế toán. Em làm việc chung trường với ông xã em. Hai người đều làm một công việc là có chữ toán ở trong đó. Mà chung một ngôi trường. Dạ, chung trường. Thế thì hai bạn chung trường chắc có lẽ là tình yêu cũng nảy nở phát sinh từ cái trường đó đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà không phải tại trường em công tác, mà tại lúc đó khi mà em gặp ông xã em á, là lúc đó em đang học lớp 10. Còn ông xã em hiện lúc đó là đang là giáo sinh thực tập, thì ở thành phố về tỉnh để thực tập. Cái là coi như em bị tiếng sét đầu tiên, ái tình đầu tiên từ tình đó. Dạ, chồng em đẹp trai quá. Mới thì... lớp 10 thôi mà dễ dạ. sợ. Lúc đó em nhìn chồng em như là Trung Minh Quốc Thái á, đẹp lắm. Còn bây giờ là không bằng đâu. Bây giờ đẹp giống ai? Dạ, giống bây giờ Thuận. Giống Minh Béo. Ủa gì kỳ vậy? Nói quá nè. Từ Quốc Thái mình xuống Quốc Thuận còn đỡ nghe. Quốc Thái mình xuống Minh Béo. Lúc đó chắc có lẽ là em đâu có ấn tượng gì về cô học sinh này đâu. Không có ấn tượng gì, bất cứ một ấn tượng nào. Lúc đó vô mình vừa thực tập giảng dạy, đồng thời vừa thực tập chủ nhiệm á, thì ban đầu vô thì thấy vợ em là trong lớp á là nhìn thấy đen lắm. Đen. Và thứ hai nữa là lùn. Nhưng mà đừng cái là nhanh nhạy thôi. Và em cũng biết á là học trò nó có cái tình cảm với mình, cứ mỗi lần đi đâu á là bắt đầu là phải thầy chở à, chứ cũng không chịu ngồi sau xe. Tức là lúc đó em ở trong cái tư thế gọi là bị học trò tấn công đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà thầy mỗi lần vậy lại nói với ông thầy sao? Em nói thầy chở em đi chứ em không đi với mấy bạn đâu. Mà thầy cũng đồng ý luôn. Dạ thì em leo lên thì không lẽ thầy đuổi em xuống thôi, nhưng mà mình biết là thầy cũng thích mình, tại thầy cũng để ý tới mình. Rồi 2 năm sau là coi như không liên lạc, cũng quên thầy luôn, cũng không nhớ luôn. Đến khi mà trong em chỉ còn động lại Trương Minh Quốc Thái thôi. Dạ. Tại vì xem phim văn nghệ tôi từng bị rồi. Rồi sao? Rồi sau 2 năm là em thi đến khi em học lớp 12 là em thi tốt nghiệp và thi đại học. Thì lúc đó là bạn em có tặng cho em cái điện thoại. Học đó là năm 2008 là điện thoại là mới bắt đầu lại là sốt á. Em biết giờ gọi cho ai cái em nhớ số thầy, nhưng mà số thầy của em đẹp lắm. Cứ bấm nhưng mà em không gọi, em nhá. Nhá xong cái em tắt. Em tắt xong cái em không, em nghĩ là thầy sẽ không gọi lại đâu, nhưng mà chút xíu nữa sau cái thầy gọi lại. Thầy hỏi ai vậy? Cái em nói dạ thầy em là Vi, học lớp 10 trên 5 hồi đó trường Nguyễn Chiểu, thầy chủ nhiệm em á, thầy có nhớ không? Nói là thầy nhớ rồi. Cái cảm giác của ông thầy mà nhận được cái cuộc gọi của cô học trò từ hồi xưa thì lúc đó như thế. Thì em cũng hơi bất ngờ, nhưng mà em cũng nhớ lại hồi trước á, cái cô học trò này thích mình nè. Đó, chỉ nhớ vậy thôi. Rồi sau đó thì cũng em cũng là gọi điện qua lại hỏi thăm này chứ. Thì cái đêm trước hôm thi tốt nghiệp á, gần em đi ngủ em lại thấy tin nhắn. Em mở ra coi, anh thích em, ngày mai thi tốt nhé. Ở tình yêu điện thoại nha. Thì lúc đó đó thì em thấy là cô bé lớp 10 ngày nào giờ sao thay da đổi thịt. Thay da đổi thịt, khổ thao quá, xinh xắn quá. Khoảnh này lúc đó mình cũng chưa có người yêu nữa, mình cũng biết chắc là cô bé này nó thích mình nữa. Nên thôi vậy là mình chắc ăn rồi, nhắn tin tỏ tình luôn. Rồi bao lâu thì cưới? Dạ 3 năm sau thì tụi em 3 cưới. Năm sau. Rồi trong 3 năm đó giữa thầy và trò là có cái gì nó đi vượt quá không? Dạ không ạ, thì tại vì em là giáo viên á thì mình phải giữ cái hình tượng người thầy, mình làm cái chuyện gì mà không có hay á mà học trò mình nó biết á, mình sẽ nói học trò nó không phải nghe nữa. Cho nên là tụi em yêu nhau thì cũng bình thường, là trong dẫn đi ăn đó. Trong sáng rồi thôi, giữ gìn cho tới ngày cưới luôn hả? Dạ. Ôi siêu phàm thiệt.
Và ông thầy này đúng chuẩn mực là một ông thầy. Chuẩn rồi, hay mà. Hay là phải chuẩn đó. Thì chắc chắn cái đêm tân hôn đó nó tuyệt vời lắm đúng không? Thì ông thầy cũng phải làm ông thầy luôn. Chắc chắn phải làm ông thầy chỉ cho cô này luôn. Đúng không? Nói thực từ đêm tân hôn thì vợ chồng em tới ngày thứ ba mới được tân hôn á. Chắc là đếm tiền quá. Dạ đúng rồi, bữa đầu tiên là đếm tiền. Thì đưa đám cưới xong rồi khách cửa ra về rồi bắt đầu ôm cái thùng tiền về nhà đếm. Thì nghĩ là chắc là tiền cũng ít lắm, không có nhiều rồi nhiều đâu, bắt đầu ngồi đếm. Rồi cuối cùng ngồi hai vợ chồng đếm hoài hơn tiếng đồng hồ, gần hai tiếng đồng hồ chưa xong, phải kêu cha mẹ rồi anh em thì vô phụ đếm nữa thì nó mới xong được. Và đếm xong thì tới 2 giờ sáng tiêu. Mệt quá phải đúng không? Mệt quá rồi, ngủ luôn. Qua một đêm, đêm thứ nhì. Dạ, đêm thứ nhì thì tối thì ảnh nằm chờ sẵn rồi, nhưng mà mình mới làm dâu thì cũng phải dọn dẹp. Sau đó thì mệt quá. Là mất 2 đêm. Dạ. Em lên em ngồi nằm chờ thảnh rồi, vô cũng hí hửng lắm. Rồi xong vô tự nhiên vừa quay qua ngủ mất tiêu. Khều nó thấy gạch tay cả rồi xong ngủ luôn. Ngủ luôn. Trời ơi, tao dạ. nói chuyện cái cảm xúc nó chuyển từ hí hửng qua hụt hẫng. Rồi đêm thứ ba. Dạ đêm thứ ba thì tân hôn buổi trưa. Phải là trưa tân hôn. Dạ lúc đó là ăn cơm trưa xong thì hai vợ chồng mới vô phòng nghỉ. Nghỉ rồi lúc đó thì nói chuyện qua lại, khều qua kẹo quẹt lại rồi xong rồi mới bắt đầu là có trưa tân hôn. Vui mà trưa cũng vui lắm. Vui hả? Dạ. Tức là vui tại ông thầy. Anh cũng đúng vai trò là một ông thầy luôn. Ông thầy không giảng bài mà được cái là cô học trò cũng 3 ngày mới tiếp thu được. Dạ. Chậm hiểu. Vất vả lắm chị. Vô là vợ em là cười hoài à. Không biết làm sao hết á. Mà nói thay em cười, nói em nhìn anh mất cười quá em cười. Rồi đùng vô cười nữa là bị nhột cái đó. Như vậy đâu có trơn tru đâu ta. Rồi cuối cùng anh có biết em làm sao? Em lấy cái gối á che mặt vợ em lại á. Trời đất ơi. Rồi lúc đó em mới xong, mới thành công được á. Trời em phải dựng cái gối cho em mở cái gối để em cười nữa. Anh không thể nào tưởng tượng được rằng là một cái buổi trưa tân hôn đầu tiên mà hai cái mặt không thể nào nhìn nhau được. Mà hai cái mặt nhìn cái gối là còn cái hì hùng nè. Trời ơi. Nhưng mà chị hỏi nè, như vậy á thì là trong cái cuộc sống vợ chồng á, là cho đến thời điểm này là thầy vẫn giữ vai trò của người thầy hả? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, giảng dạy em giống như học trò đó. Mà thầy dạy hết luôn. Dạ, ảnh dạy em là em phải cư xử với mọi người như thế nào. Em vậy làm vậy không ăn, phải. Cách dạ, ở, cách rồi. Làm. Dạ. Cơm nước phải nấu như thế nào. Mệt không em? Mệt không? Dạ cũng mệt ạ. Đúng là học trò, có nghĩa là ngây thơ lắm. Giống như cái gì cũng chưa biết á, phải chờ đó, thầy chỉ. Đó. Em cho ví dụ là đang ăn bánh mì chấm sữa, tự nhiên hỏi câu nói, ủa anh? Sữa này làm từ con bò hả? Em cũng biết đừng trả lời sao. Vậy là uống sữa của gái Hà Lan, cái ủa anh, sữa này của cô gái Hà Lan hả? Dạ em cũng có hỏi luôn. Dạ. Ở ngoài ra còn có những câu hỏi nào khó đỡ không? Dạ nhiều lắm á. Người ta đang nuôi vịt á, tự nhiên la lên, ôi anh, cò kìa. Trời ơi em muốn đồn thổ luôn á. Trời ơi cò đâu, cò, con vịt của người ta mà cò. Là đi qua nhìn thấy con bò á, nói anh ơi con trâu. Nói trời ơi trâu đâu, trâu bò. Ủa sao kỳ vậy? Dạ tại từ hồi nhỏ đến giờ đó em chỉ ở trong nhà rồi em đi học rồi em về nhà thôi, em không có tiếp xúc với cảnh ruộng lúa đồng ruộng gì hết trơn. Nói chung là em không có. Không, nhưng mà bạn này là có trường hợp chị chứng kiến. Tức là chưa tiếp xúc, chưa cảm nhận được. Giống như đi xe mà trên đường đi vậy nè, mà thấy đồi núi ha này cái nọ mà ôi nó, trời ơi chị sa mạc vậy chị. Chị thấy có mà rất chân thành. Thiệt, cái đó là có luôn. Nói chung là từ những cái nhận định của chị Hồng Vân nói về sự chân thành. Dạ. Thì bây giờ anh mới hiểu tại sao em gọi chồng em là Minh Béo. Rồi á, máy bay lên trời nó có bắp kèn không? Hỏi đó. Thiệt. Thôi, anh nghĩ rằng là trong cuộc sống cô học trò này chắc chắn là sẽ còn hỏi em nhiều. Hỏi nhiều, câu. Hỏi nhiều nữa. Cũng nói chị luôn là vợ em tin người lắm. Cứ nói ra sao nghe vậy à. Ví dụ như cái chuyện mà em hồi trước đang ở chung với ba mẹ thì mẹ mới kể nó vui thôi, nói là thằng Thắng ra ngoài nó đi tập thể dục thì nó đâu có đi đâu, nó làm biếng mà nó kiếm chỗ nó ngủ. Rồi sau đó con chó nó đá lên chân nó biết đường, nó tỉnh dậy nữa nó chạy nó đi về. Rồi cuối cùng vô trường kể cho mấy thầy cô trong trường nó y chang vậy luôn á. Nghĩa là tin đó là thật luôn. Dạ, tưởng tin đó là thật luôn. Chồng em nói là thật, tại vì chồng em cũng làm biếng tập thể dục rồi ra ngoài dựa cục điện ngủ rồi xong rồi chó đá lên chân rồi dậy. Em mẹ chồng em hiện tại cũng đang ngồi ở dưới. Ồ vậy dạ, đang ở em tưởng là thật em mới kể cho những thầy cô trong trường nghe. Nhưng mà chị hỏi nè, rồi ngủ là có phải ru không? Dạ
là phải ầu ơ với dầu là mới ngủ được, mà ngủ là phải có em kế bên, còn không có là không ngủ được. Vậy đó hả? Dạ. Dạ phải có nằm bên cạnh em mới ngủ mà. Rồi mấy lần không đi công tác chứ thức đi công tác xa là thức dạ, sáng hả? Từ hồi cưới giờ là chưa có đi đâu qua đêm hết. Đi rồi em khóc, khóc chịu không được, không trời đi rồi, đâu. Chết được. Rồi. Bây giờ em chưa nôn có con là đúng rồi. Y chang em nuôi con còn gì đó, nữa. Nuôi này nuôi một đứa con là anh nghĩ đó là những cái đức tính đáng yêu của vợ em á chứ. Ông thầy này rất là chiều học sinh. Đúng rồi. À, còn em, ông thầy này nè, ông có tật xấu gì không? Dạ thì chồng em thì hay nóng tánh. Ví dụ nếu như mà đã chiều vợ được á thì chiều luôn 100% đi, chứ đến khi mà chiều không được giữa chừng bắt đầu la lên. Thầy nói em có biết hiểu không? Hỏi vậy đó. Lúc lên cơn cái là kêu thầy chứ. Dạ, thầy nói em có hiểu không? Dạ. Cũng nhiều khi em ở trên trường á, rồi em dạy học trò nó nghe bực quá, rồi về nhà nói vợ không nghe bực quá thì nói giống như là học trò trên trường vậy đó. Tụi em á thì chị nghĩ rằng á, chồng em á là đủ tất cả những cái phẩm chất của một cái người chồng, một người cha sắp tới và một người trụ cột của gia đình rồi. Đó, cho nên rằng chỉ là em xem xét xem là cái việc nóng tính mà vợ em mong muốn em thay đổi, em coi có điều tiết được hay không. Bởi vì vai trò của em bây giờ vẫn là người thầy, vẫn là người trụ cột của gia đình, mà vợ em vẫn hoàn toàn nương tựa cho em. Cho nên là chị nghĩ rằng em đủ bản lĩnh, em điều tiết được cái cuộc sống của gia đình em rồi. Chúc tụi em hạnh phúc nha. Và chắc chắn là anh hy vọng hai vợ chồng về sẽ có một đứa con. Bây giờ sinh như vậy thì 7 năm trước, 6 năm trước thì sinh cỡ nào? Dạ lúc đó em lết không anh ơi. Lết. Đó là một lần đi Nha Trang. Đi với ai? Dạ, đó có hai vợ chồng anh. Đi có hai đứa rồi à. Dạ. Lúc đó nhiều tuổi rồi? 17 tuổi. Trời ơi. Em nói với anh rồi, ông này ông có chơi cái chiêu là chồng em là đã 24 tuổi rồi. Ừ. Lúc đó ông dụ em á. Mặt vàng dễ sợ. Trời. Xin chào hai em. Chào anh Quốc Thịnh, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Sao có cái miệng giống nhau quá vậy? Em tên là Lê Hoàng Sơn, năm nay 30 tuổi, nghề nghiệp là một tài xế. Sinh ra và lớn lên ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Xe tải mà lái xe mà, hột xoàn nó cấn cái vô lăng, chết luôn. Thế còn em? Dạ em chào anh Quốc Thịnh, chào chị Hồng Vân. Em tên là Võ Thị Diệu, em 25 tuổi, em thì ở Bình Dương. Quê ở Bình Dương đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Hai chồng đang ở quận 12 à? Dạ quận 12. Em làm bên nail ạ. Rồi hai em quen nhau trong trường hợp nào? Vô tình là hai đứa em cùng đi đến một sinh nhật của một người bạn. Đến đó thì mới gặp nhau. Chỉ có em thích vợ em thôi chứ vợ em không có thích em. Tự nhận luôn. Có nghĩa là em nhìn cái nhan sắc của vợ em là em bị choáng ngợp liền đúng không? Dạ đúng rồi anh. Ủa cái đây là mấy năm rồi ta? Chắc cũng phải 6-7 năm rồi. Bây giờ sinh như vậy thì 7 năm trước, 6 năm trước thì sinh cỡ nào? Dạ lúc đó em lết không anh ơi? Lết. Ấn tượng đầu tiên với ổng là mình chỉ cảm thấy ghét, sao mà cái người này nói nhiều tới nỗi mà mình cảm thấy khó chịu. Rồi sau đó thì em chắc chắn rằng là em phải lên chiến thuật để em cua người đẹp này đúng không? Lúc đó vợ em học nghề ở gần nhà em. À. Yeah. Ở trên vợ em mỗi sáng thì đi xe buýt. Thì em lúc đó thì cứ đứng ngay trạm xe buýt, đứng đó là chờ vợ em vừa xuống này em hốt đi ăn sáng em. Ủa mà sao em dễ dàng hốt quá vậy? Em chỉ nghĩ đơn giản, có người bao ăn sáng là được, mình đỡ tốn tiền thôi. À. Rồi cái khoảng thời gian đó kéo dài bao lâu? Rồi bao lâu khoảng là chính thức tụi em yêu nhau? Khoảng 2 tháng anh ha, khoảng 2 tháng sau á. Lúc đó em nghĩ đơn giản, có người để mình rủ đi ăn nè, có người nạp tiền điện thoại cho mình nè. Mười mấy tuổi phải không? Dạ, lúc đó em mới có 17 tuổi. Bởi vậy con nít mà cứ nít là cứ đồ ăn vụ là dạ. Nhưng mà em nói nghe nè, dạ. Em có lo lót cho phụ huynh không? Lúc mà em cô vợ em á là khó lắm. Mà em phải chơi chiến thịt là em lên chơi chung với lại ba vợ em bây giờ. Rồi sau khi cua, sau khi coi như là chinh phục được cô gái này rồi. Dạ. Thì cái mối tình của hai bạn nó tiến triển như thế nào? Thời gian mà hai đứa quen nhau có một kỷ niệm là hai chồng không bao giờ quên. À. Đó là một lần đi Nha Trang. Đi với ai? Dạ, đó có hai vợ chồng anh. Đi có hai đứa rồi à? Dạ. Lúc đó nhiều tuổi rồi? 17 tuổi. Trời ơi! Em nói với anh rồi, ông này ông có chơi cái chiêu là phụ huynh giống như là lo lót, là trong nhà cũng có chuyện buồn, kêu em giữ nhà. Tự nhiên cái ổng thấy em buồn không điện cho ba mẹ em để xin đưa em đi chơi, mà tự nhiên cái ba mẹ em cũng đồng ý luôn. Nha Trang. Dạ. Ở ngoài rồi ở sao? Từ từ cho em nó nói xong. Em tao đi đổ mày là thiệt. Đổ tâm nó thiệt đó. Mà đi Nha Trang anh ơi, lúc đó em không có tiền, vận động tài trợ hết luôn được có 3 triệu à. Ra tới Nha Trang chưa biết gì hết, em mua hai vé về trước là cho chắc ăn lỡ mà hết tiền. Có tiền nhưng còn có đường về nhà. Đúng rồi. Tại vì ở là tới 2-3 ngày lận.
Khi đó tụi em chỉ ăn bánh mì. Thôi cái đó không sao đâu, bây giờ mình kể cái chi tiết mà mình ở trong khách sạn đó. Cái quan trọng là ở đây. Dạ. Với cái số tiền đó ở mấy phòng, một phòng thì mấy giường. Dạ, chắc vì lý do kinh tế nên tụi em chỉ ở một phòng. Mà quan trọng là 17, vô chồng đưa giấy chứng minh nhân dân người ta có nhận hay không? Dạ, chỉ đưa giấy chứng minh của chồng. Chồng em là đã 24 tuổi rồi. Lúc đó ông dụ em á. Mặt vàng dễ sợ. Trời. Bây giờ đã vô tới phòng rồi thì ta hỏi thẳng luôn đi, có vô phòng gì xảy ra hay không? Hả, có gì không? Chuyện gì đến thì nó sẽ đến thôi. Sẽ đến anh. Rồi sau đó làm sao? Sau khi nó về là em mới bắt đầu em... Hai người, hai đứa yêu nhau thấm thiết á. Không phải là quan trọng chuyện trong phòng đâu. Mà tại vì ổng làm nhiều chuyện gì cho em quá nên là em cảm động. Nhiều chuyện gì là chuyện gì? Trời mưa gió em than đói. Ổng đi mua cho em á, nhiều khi có một ổ thôi. Về ổng bắt em ăn. Cái em mới nói là sao anh không ăn. Cái ông mới nói với em là thôi anh no rồi, nãy anh ăn trên đường về rồi, mà trời mưa sao mà ăn, trong khi đó chạy xe máy nước mưa không sao mà ăn được. Đi đến đâu ông cũng lo lắng chăm sóc cho em dữ lắm. Nói tóm lại là sau cái lần đó là tụi em chính thức yêu nhau. Dạ đúng không? Dạ. Phải đúng. Nói là em mới bắt, em, đầu, em bắt đầu yêu ông. Dạ đúng rồi. Và cưới nhau là được mấy năm rồi? Làm đám cưới á, là 2 năm 5 tháng, còn đăng ký kết hôn là 3 năm. Lý do? Nói chung là lúc mà mẹ em gặp vợ em á là mẹ nói trời, nuôi gì mà đẹp dữ vậy? Mẹ em sợ là em giữ không được. Đúng vậy, sợ sau này rồi đổ vỡ thì là em khổ. Lúc đó mẹ chồng em á, thấy chồng em á là hiền với lại giống như là sợ bị em ăn hiếp. Nhưng mà em làm cách nào để mà em có thể mà đến được với nhau? Em giấu mẹ em vẫn tiếp tục quen vợ em. Lúc trước á, ông đến nhà em thì ông rất là bình thường. Điện thoại thì không có giấu giếm này kia đâu. Sau này cái tên tự nhiên cái lên nhà em, điện thoại không tắt chuông. Hay là mỗi lần có ai điện thoại đến cái là ông bấm tắt liền, ông không có nghe. Cái em mới nghĩ là trời, thằng này nó có bạn gái khác hả ta. Cái lúc đó em ghen, em nói là cái ông nói thật luôn là ông nói là mẹ anh như thế đó. Em tức quá, ngày mai em xách xe lên nhà mẹ chồng em gan lắm. Em nói ủa bác ơi, sao bác không cho con với anh Sơn quen? Em mới nói là bây giờ anh Sơn thương con thương anh Sơn thì thôi bác đồng ý đi, chứ giờ ảnh buồn thì bác cũng buồn, chứ bác đâu có vui gì đâu. Mẹ chồng em mới điện ông này nói trời, sao con nhỏ đó nó gan dữ. Tôi chưa thấy đứa nào nó gan như nó luôn á. Dạ vậy thì mới có được kết quả tốt. Dạ nhưng mà không? Sao em thấy tình hình không ổn nên bây giờ em nghĩ là em thấy ngu nè, là em nói anh ơi em thấy tình hình không được đâu, thôi giờ mình đi đăng ký kết hôn đi. Thì ổng lúc đó là ổng nghe lời em lắm. Bây giờ em nói con chó là con mèo ổng cũng nghe theo. Đúng vậy. Dạ em về em lén lấy sổ hộ khẩu, em lấy giấy tờ này kia, tại mẹ em giữ hết mà, như đi ăn trộm. Dạ. Rồi sau đó là hai đứa ở với nhau như vợ chồng đúng không? Không có biến cố gì xảy ra nữa. Đăng ký kết hôn xong rồi lại gây lộn nữa. Gây lộn cái vợ em cũng đi nhiều khi đi chơi á, nói giờ bà mà đi chơi ở đâu là tôi đưa giấy đăng ký kết hôn văng trước mặt cho bà, không biết thế nào là lợi hại. Thì đi chơi trong lúc đó cũng đã chia tay, có nam có nữ anh, lúc đó hai đứa đang giận lộn mà. Thì em nghĩ đơn giản thôi, chia tay thì thôi. Hỏi cái em đi đâu, em đi chơi với bạn em. Công đi lại đó, ông nói vợ tao. Cái em mới nói giọng là thôi giờ ly dị đi. Ông mới nói muốn đi vậy thì tự đi một mình đi. Lúc đó mới nói là em nghĩ em ngu, ông cũng chửi em ngu luôn. Rồi đến khi nào thì hai bạn mới thực sự rằng là bỏ qua hết tất cả những gì xung quanh mà có thể chấp nhận về lại với nhau. Để không còn biến cưới cố. Rồi hai đứa quay lại rồi bác sĩ bảo cưới nên phải cưới thôi. Tụi em đã có em bé được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ gần 2 tuổi. Mà lúc rồi mà nghe có tin có em bé vậy là có vui không? Lúc đó em sợ lắm. Lúc em đó là em mới 23 đúng không? 22. Dạ là lúc đó là em đã bắt đầu làm riêng ở ngoài rồi. Em thì em không có biết có thai. Em cảm thấy nhức đầu chóng mặt này kia. Thì em nói ông là ông đi mua thuốc cho em đi. Cái ông cũng đi mua thuốc, tự nhiên về ông đưa cái que thử thai vô mặt em. Cái ông mới nói thì em cứ thử đi, thử ra hai vạch em muốn xỉu. Gia đình hai bên có biết em có cái bầu sự, cái sự việc là dạ, có bầu không? Khoảng chừng 5 tháng sau gia đình em mới biết. Một đám cưới nó diễn ra rất là bình thường là đám hỏi xong rồi tụi em đi chụp hình cưới rồi khoảng 1 tháng mấy, 2 tháng sau mới đám cưới. Nhưng mà không thấy bụng hả? Không, là lúc đó em rất là nhon. Dạ. Khi đúng mà đám rồi cưới xong là gần 5 tháng rồi là không ai biết gì hết. Chị có bầu 5 tháng rưỡi cũng ai biết luôn. Rồi em có bầu 2 tháng là biết liền. Ở với nhau như vậy một thời gian rồi, quen nhau cũng thời gian khá dài. Dạ. Vậy thì có bao nhiêu tật xấu lòi ra không? Nhiều lắm. Tới giờ rồi đó. Đó. Dạ. Tới giờ rồi đi em. Bây giờ mà giấy mà em viết thì là cảm giác không hết. Dạ. Thôi bây giờ mình lấy một cái tật xấu nào mà nặng nhất ra đi em. Ông ơi dơ kinh khủng. Hồi lúc mà mới quen em đâu có biết đâu. Khi mà quen nhau mấy năm, khoảng 2 năm mấy, đi coi kịch chị Hồng Vân, nghe cái mùi gì nó hôi hôi.
nó không phải là hôi nữa mà nó chua chua. Thì ra là cái áo của ổng, mấy ngày sau mình lại nằm lên đùi ổng cũng gì chua chua. Chua chua nữa. Dạ. Thì ổng mới nói thiệt với em là quần 2 ngày chưa giặt. Ổng nói thường thường đồ của anh cả tuần mới giặt. Ngày nay mặc cái quần này với cái áo kia, thì ngày mai áo kia với cái quần nọ. Vậy đó, tại nó cứ đổi qua đổi lại. Nhiều, nói nhiều lắm, khi xỉn vô nói rất là nhiều. Nhiều tới nhiều khi mà em bực quá, em nạt một cái, em tán một cái, em mới nín. Vậy đó hả? Dạ. Còn gì nữa không? Ở đây nói xấu được mà đúng không chị? Đúng, trời dạ. Vui, thoải mái em. Nhậu nhiều nữa. Hồi tài xế trước, mà nhậu là lý do hồi trước vậy. Khi mà yêu em á, là bao nhiêu là bây giờ là... Nó thay đổi hết. Không, là cái ngày hôm đó là ngày tình nhân anh ha. Cái ổng lên ổng tặng cho em một bó bông. Ông nói em ơi, anh tặng bông em nè, Dũng công ty nó ế giờ tặng em nè. Trời ơi. Giờ để nhà nhiều quá, giờ mẹ anh kêu em tặng cho em nè. Bông này thì ai, không có cúng được chị. Ai khiến ông nói câu đó chi vậy? Rồi bây giờ tới bạn đó, bạn Sơn. Dạ. Giờ em nóng tính ghê lắm, làm bếp làm nút thì có kéo có nút gì. Giờ em nói đang cãi lộn vợ, nói giờ anh muốn gì là em đằng kia kìa, muốn qua đằng kia luôn. Là bỏ chạy hả? Thôi mới có cầm lên, giờ anh muốn gì là em chạy ra khỏi nhà ông luôn rồi. Ông nhát gan lắm, em đang cắt đồ, em lên like hay này kia, em đang cầm để cái kéo đó. Em đưa vậy thôi, ông bỏ chạy mà tới mức mà cái xe ông dắt được mà đôi dép ông còn để lại. Chạy mất dép. Vừa chạy mà còn vừa la nó chú ơi chú Hương Diệu, nó đâm con này kìa. Có em cái thời đó là em, cái tiệm tóc á mà em phải chuyển chỗ đi luôn á. Rất là nóng tính, khi mà giận lộn là trong tay có cái gì là phan cái đó. Mà lỡ quên, vợ em đang cầm con dao mà quên, tưởng đâu cây chổi chổi em một cái, em sao mà chụp dao được, sao mà chụp dao được. Em đâu có chỗ cầm. Ghi lộn với vợ là bao giờ cũng là kèo dưới đúng. Dạ đúng anh, lúc nào cũng vậy á. Không, hồi trước thì cưới thôi chứ sao là anh kèo trên không? Dạ. Phải không? Là ổng có cái tính này đó nè, là giận ngay á. Nhiều khi ổng đi nhậu nha, ổng bỏ mẹ con em nhà một mình, cái em nói ngày hôm nay, ngày mai ổng đi hơn giờ đó nữa. Nghĩ hả? Vậy đó, nói ổng đi nữa rồi sao? Tới cái tiết mục của em nói xấu vợ mà. Ờ đúng rồi, kể đi. Ủa vợ chồng công bằng mà. Đúng rồi, đúng rồi. Em nhiều tật lắm, vợ em kể tới sáng luôn á, chết em á. Thứ hai là rất là ở sạch. Mà em cái thì rất là ở sạch xấu mà. Nhiều khi ở sạch nó hơi quá lố. Bước vô phòng mà có mùi lạ cái là vợ em cầm chai xịt phòng. Không cần biết là nó như thế nào hết, xịt cho trước đi. Còn mà bước vô nhà mà có cát là vợ em không chịu. Đi mà cầm cộm chân là không chịu. Mình tính mình thanh niên mà giờ về liếc ở vợ cũng phải thay đổi. Nhờ liếc nó cũng chưa thay đổi gì luôn á, giết được cũng sạch bớt á. Dạ cũng sạch bớt vậy. Hồi xưa ở dơ 10, hiện giờ cũng còn ở dơ được 5-6 đi. Ngoài hai tính đó ra thì nói chung là vợ em hoàn tốt hảo. Nhân đây thì giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì nói luôn đi. Nói chung là bớt nóng với lại cha con anh là được. Rồi bây giờ tới em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì nào? Em thì những tật xấu của anh thì em chịu được, có trong cái khả năng chịu được, tại vì thương là sẽ chịu được thôi. Là muốn anh bớt nhậu lại. Nhưng mà em từ nào buông vô lăng ra em mới nhậu. Em nhậu là buông vô lăng là nhậu là để cho nó an toàn. Nhưng mà dạ, thực ra cái nhậu này nó ảnh hưởng sức khỏe. Dạ. Nhiều khi ổng nhậu với ba em á, chưa đã, về nhà cầm lon bia uống. Thì cái đó là nhậu lầy thì ý chị là em nói chị là cái tính chồng em lầy. Ừ, làm sao cho nó sức khỏe nó tốt. Uống thôi. Uống ly thôi, hoặc một ngày uống lon bia thôi là tốt. Còn em á, cái nóng tính này thì chị không biết nóng là nóng cỡ nào, nhưng mà cái chuyện nóng với lại cái chuyện mà mình cầm cái gì mình chọi cái đó là hai cái nó khác nhau. Hồi trước thôi chị, bây giờ thì đỡ nhiều rồi. Đỡ và nếu bỏ được thì bỏ, ví dụ như có thể nói lớn được, có thể la được, nhưng mà những cái đạo cụ á gồm có dao kéo chổi xẻng rồi gì á thì sống dẹp chung đi. Với ổng mới là phải gì nè, nói thường ổng không có chịu dừng hay là chịu này kia. Ổng ngay nên là những cái hành động đó ổng mới sợ mới chạy đi thôi. Còn ngoài ra thì cặp này là quá đẹp đôi rồi. Cảm ơn anh. Chúc mừng vợ chồng em vì có một cái thiên thần gọi là quá là dễ thương. Tại vì em không bao giờ muốn nói cái tuổi thật của mình là vì tuổi khá lớn rồi. Mấy lâu nay ai hỏi em nói tâm lầm, bây giờ nó sinh là 79 đấy nha. Thì tự nhiên cô này bứng bật dậy, anh hợp với em. Anh nhận em là em có rảnh không thì anh mời đi nhậu. Có trời ơi. Có ừ không? Cái em ừ luôn. Sau đó là như thế. Xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ tiếp một cặp vợ chồng để xem coi họ mang điều gì đến cho chương trình Vợ Chồng Son trong buổi tối hôm nay. Xin quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Chào hai em. Dạ em xin chào anh Thuận và chị Hồng Vân ạ. Em tên là Vũ Hồng Tân. Năm nay em 37 tuổi. Hiện đang công tác tại cảng vụ hàng không miền Trung thuộc Cục Hàng không Việt Nam. Em làm việc ở sân bay Đà Nẵng à? Dạ em hiện đang công tác ở Đà Nẵng ạ. Dạ em chào chị Hồng và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Nguyễn Thị Huyền, hiện tại em đang công tác tại công ty cổ phần hàng không Vietjet ạ. Tụi em từ Đà Nẵng vào đây
Dạ vâng, hai vợ chồng em từ bài... Chắc chắn một điều là tụi em đi bằng đường hàng không, đúng không? À, dạ đúng, đúng rồi. Tụi em là vào đây là chỉ có hai vợ chồng hay là có ai đi kèm theo nữa không? Dạ có con đi các em ạ. Ồ con bé được mấy tuổi rồi? Dạ con em được 6 tháng ạ. Thôi bây giờ em muốn quay cuối chương trình đâu. Dạ phải giờ đi ạ. Xin mời tất cả quý vị dành một tràng pháo tay cho em bé. Thay mặt tất cả mọi người ở đây chúc mừng vợ chồng em. Vì có một cái thiên thần gọi là quá là dễ thương, quá là đẹp trai. Ôi ôi. Ôi trời ơi, chắc là nó thần tượng luôn, sao nó nhìn tôi suốt. Em cười. Chúng ta cho một tràng vỗ tay nè. Bây giờ có thể là quay em bé ra nha. Để cho ông bà nội, bà ngoại nhìn nè. Đó. Đây, bà ngoại, bà nội nhìn thấy chưa? Ồ. Thương không? Rồi. Mẹ chị mẹ bông con nhá. Nghỉ, chỗ nghỉ. Hãy kể cho Thuận với chị Vân cũng như khán giả nghe cái lần đầu tiên các bạn gặp gỡ nhau là như thế nào. Lúc đó là em đang đi làm thì giờ giải lao thì có anh bên cơ quan em hỏi em là hợp tuổi nào để anh giới thiệu, thì em mới bảo với anh đó là em thích những người mà chững chạc cỡ là sinh năm 85 hoặc là 84. Thì lúc đó thì chồng em mới bước đi qua quầy của em, cái anh nhân viên đó mới hỏi chồng em là anh Tân sinh năm bao nhiêu mà trẻ vậy, cái chồng em mới trả lời là anh sinh năm 85. Cái lúc đó rồn ra quá thì đừng lên quầy kìa. Ơ, anh hợp với em này, anh hợp với em này. Không biết tự nhiên tại sao mình lại nói vậy nữa. Rồi cái... hàng quá rồi buộc miệng nói luôn đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà khoan xí, hồi nãy em có giới thiệu là em 37 tuổi. Dạ vâng, anh 37 thì em là tuổi con dê chứ. Dạ đúng. Như vậy tại sao lại là nói sinh năm 85? Thật tại vì em không bao giờ muốn nói thật cái tuổi thật của mình. Là vì tuổi cũng là lớn rồi. Mấy lâu nay ai hỏi em nói 85 thì bây giờ em nói sinh năm 79 thế nào. Thì tự nhiên cô này bứng bật dậy, anh hợp với em. Nhìn qua thấy cũng mũi cao mà mắt cũng to mà thương đấy. Cái cảm giác của em lần đầu tiên nhìn cô này, em đã có cảm tình với cô ngay. Dạ đúng đó. Rồi vậy thì chắc chắn em sẽ là người đi cưa. Đúng rồi ạ. Anh nhận em là em có rảnh không thì anh mời đi nhậu. Có trời ơi. Có giờ không? Cái em luôn. Sau đó là như thế nào? Cái cuộc nói chuyện cũng vui lắm. Cái em mới bảo là em cũng đẹp gái mà sao em chả có người yêu. Cái ông mới bảo em là có người theo em rồi, cái người ấm theo chị. Em bảo chứ anh biết là chỗ nào dài cho em không? Cái anh biết. Cái anh mới dẫn em đi xem bói. Cái đi xem bói 3 lần nó hụt. Không có ai coi bói cho em hết trơn. Anh mới lừa em cái chỗ coi bói á chị. Cái chỗ đó đâu coi bói đâu. Cái giả bộ dắt đi thôi phải không? Cái lần thứ tư em tức quá rồi. Cái em sống thẳng ở nhà em hỏi luôn. Con em bố mẹ đi đâu con? Có ai coi bói không con? Dạ bố mẹ con đi làm ngoài coi bói hết trơn. Có nghĩa là em cố tình giả bộ là dắt đi coi bói nhưng thực sự để cô đi với mình. Đúng rồi, có cơ hội. Ví dụ có cơ hội ở gần cổ. Chiến thuật hết trơn á. Cũng dữ dằn lắm. Dạ cạo da lắm chị. Cạo da. Trong thời gian bao lâu? 3 tháng. 3 tháng là mới bắt đầu yêu nhau. Cưới nhau luôn chứ không phải yêu nó rồi. Tức là yêu trong 3 tháng là cưới luôn rồi. Là cưới luôn, lý do? Cô ấy thì đòi là 2 năm nữa mới cưới. Phụ nữ nói à, mình cứ nghe thôi. Mà kệ, mình cứ làm theo những gì mình làm. Là em vượt qua tất cả để mà em đến em cầu hôn mà em cưới cổ à? Hay là có một sự tác động gì của ai để mà khiến cho đám cưới nó nhanh như vậy? Ông bà nói phụ nữ mà eo to dữ đẹp nên em nhìn thấy cô ấy eo to chắc đẹp tốt nên mình lo cưới sớm làm tới luôn đó cho chị. Làm tới luôn sao? Nãy giờ nói mà không hiểu á, nhìn cái lòng vòng nhìn gì là biết rồi. Có nghĩa là anh này á là ảnh thấy cô này là vậy được rồi, ok rồi, cho nên những gì mình suy nghĩ là mình cứ thế mình làm thôi. Anh chủ động đúng không? Có nghĩa là bác sĩ biểu cưới đúng không? Đúng không? Đúng em. Thôi bây giờ hỏi cô vợ đúng không? Dạ cùng đụng mà. Nhưng mà khi mà bác sĩ báo cưới rồi, hai gia đình như thế nào? Gia đình em sợ lắm, không có muộn cho em cưới. Lúc mà hai vợ chồng bàn tới chuyện cưới rồi, em mới hỏi là nhà có ai không? Khi có đứa em gái. Nghĩ chứ bây giờ nếu mình nói cho bố cho mẹ thì mình không biết ai là người dễ tính, ai là người khó tính. Hay tốt nhất là nói chuyện với em gái trước. Quân sư cho em. Quân sư cho em. Mày ghê thiệt cất. Rồi sao? Em mới nói với lại em gái em ấy là bây giờ anh chị có một bí mật này, em đừng có kể là anh kể với em thôi. Em đừng có kể lại với ai nghe. Em hứa với anh nghe. Em gọi sao thì anh chị rồi có em bé. Thì em coi sao chứ để bố mẹ phản đối ghê quá. Nhưng mà em nói khéo khéo, nếu có nói đừng nói gì hết ghê gớm nha. Chị nói là có tốt cho anh chị thôi để anh chị tới với nhau. Thì cô em vợ thì cũng còn nhỏ. Cô nói toạc luôn với mẹ.
Hay là mẹ ra với bố, từ đầu là phản đối kịch liệt luôn á. Nhưng mà bố mẹ cái thôi hai đứa nó thích nhau thì cưới nhau cho nó cưới cho rồi. Tụi em bây giờ là đã ở với nhau được bao lâu rồi? Một năm hai tháng. Rồi kể cho nghe về tật xấu với nhau đi. Vợ em thì lúc đầu mới cưới á thì hiền lắm, ngoan lắm. Nhưng mà từ khi đẻ em bé ra thôi em phải nói là sư tử nguyên bầy luôn. Sư tử nguyên bầy luôn chứ mà ăn con nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi vậy? Không hoang dế, độ tính khác hoàn toàn. Dạ. Không ăn răng. Một đêm mà nha, bắt em thức lên thức xuống 3-4 lần. Thà mình dạy được rồi, cho con bú được rồi đi ngủ không. Dòng mà thay quần cho em, thay tả cho em, lấy nước cho em này. Cho em nào? Em bé à. Sáng dậy phải lo nấu ăn sáng cho vợ ăn. Vợ thích món đây là phải nấu. Không ăn đó. Chưa đâu, chưa thấy gào đâu, gào kinh lắm. Gào mà. Nếu như mà không làm thì cô ấy... Dạ, gào thét là thậm chí còn đánh chồng nữa chứ. Trời ơi. Nhưng mà đánh yêu thôi chứ đánh phải đi vào bệnh viện đâu. Rồi còn gì nữa không? Hiện tại thì em chỉ nói thôi. Chị dám nói vậy thôi đó. Có thêm được miếng nữa được không? Đâu có nữa mới thêm anh. Dạ. Rồi dằn kìa, dằn rồi đấy chứ. Dằn rồi. Hỏi có ghen không? Vợ có ghen em không? Anh ấy một cái người mà đàn ông mà nói chung là ăn nói và rất là khéo nha, khéo miệng lắm á. Không có sợ không? Lại về thì không sợ, nhưng mà vẫn có ghen chứ. Nhiều gại bú lắm chị ơi. Sinh nhật chồng em, có anh bé nữa nhân tin ô bá, chúc ô bá sinh nhật vui vẻ. Cái em đâu biết ô bá là ai đâu. Kệ mi hỏi chồng em là chứ cái con ô bá là ai đấy. Con ô bá là con nào? Tiếng Hàn Quốc là giống như là anh yêu cái gì đó. Cái vằn vèo cả buổi mà không có trả lời tớ không biết. Cái chó quá. Cái hôm sau hai vợ chồng đang nằm nói chuyện với nhau cái hỏi sao giờ nay không thấy ô bá nhắn tin nhỉ? Vừa nói tức thì cái ô bá nhắn tin. Cái em mới cầm điện thoại trong em thấy tin nhắn, em mới cầm đấy. Ô bà đang làm gì đậy ngủ chưa? Cái lúc đó em mới tức điên lên cái em mới nhận lại là ô bà đang ốm vừa ngủ, đừng nhắn tin nữa. Cái từ đó không nhận nữa. Mà giờ em cũng không biết người đó là ai luôn. Dạ đúng rồi. Thì Vân nói đúng ghê, em đúng anh chồng bây giờ em không biết người đó là ai luôn. Thôi tôi không ngờ hôm nay chị Vân chỉ lại là thôi về để em mệt đó nghe. Rồi còn gì nữa không? Nói chung là chồng em một người tuyệt vời ạ. Tất cả những công việc mà những người phụ nữ khác họ phải làm, có nghĩa là thay bỉm cho con, với lại là những việc vặt như lau tái hoặc là dọn bỉm cho con mỗi lần em te hoặc là em đi ý là chồng em làm hết, em chỉ việc cho bụng thôi ạ. Em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Giờ em chỉ mong muốn một cái là cô ấy nói năng cho nó có một cái chút một gọi là ý tứ xíu, là suy nghĩ trước khi nói. Dạ. Thế còn em? Dạ em thì chị mong chồng em đừng có hút thuốc nữa. Chị nghĩ là cái này thì chồng em chắc chắn sẽ làm được rồi. Hôm nay nghe vợ nói một câu mát ruột không? Chồng em là một người tuyệt vời đó. Vì em bỏ luôn cái kia nó là em là tuyệt vời nhất. Khi cưới vợ thì em bỏ rất là nhiều rồi. Chẳng hạn như em rất là thích thú vật á. Em nuôi chó đồ đó. Mà giờ có vợ có con là cũng phải bỏ chó vì con. Không, nhậu nhẹt thì cũng gần như là bỏ hẳn rồi. Giờ còn mỗi thuốc lá thằng cày hút mấy điếu thì nhẽ cũng bỏ luôn thì em cũng chẳng từ từ đúng không? Dạ. Không thì chẳng thà mình chấp nhận mình là người chồng tuyệt vời vợ. Dạ thôi em còn... tuyệt vời được rồi, không cần tuyệt vời là... đâu. Còn hơn em cũng có hại cho em cái bộ đúng rồi. Rồi. Bỏ hẳn luôn nữa là tuyệt giữ vời sức khỏe. Rồi chúc cho hai em luôn luôn đầy ắp tiếng cười trong gia đình và có thật nhiều sức khỏe để chăm em bé cho thật tốt nha. Dạ, rồi cảm ơn em. Hai chị khỏe. Cảm ơn em. Vô nhóm mà ghét ông đó không ưa. Tại cái mặt láo láo rồi cái kiểu Cái trôi lúc cất kiểu cái câu hay đó. Nói á phánh tướng. Ừ kiểu vậy đó. Là tự nguyện. Hai đứa tự dụ nhau. Đó vậy nhau. Được ở Sài Gòn đúng không? Ở Sài Gòn. Chứ không lẽ ở đâu? Mà buổi sáng không? Không ai làm chuyện đó buổi sáng hết đó bạn. Ngồi trong toilet một lần một tiếng mấy đồng hồ. Cái đó xấu đó. Mỗi lần ngồi xong đi ra em hỏi ê mày làm như mày thích cái mùi toilet lắm không? Thích ngửi mùi lắm không? Mày mối rồi chiết xuất ra thành dầu thơm cho mày xịt nha. Mà sao kêu mày tao vậy? Ở nhà tụi em hay chọc đó. Bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng thứ nhất. Hả? Con đi đâu đây? Dạ con chào cô. Hey, cô gì cô? Chào bạn. Đi đâu đây? Kêu cô quen rồi. Chào quý vị khán giả. Giờ đi đâu? Giờ vô thấy an tâm rồi, giờ kêu vợ. Rồi ok, vô làm bạn. Con rần rần vậy. Ui. Vô nhỏ ơi. Trời ơi. Ai cô chào cô. Chào cô mình ơi. Ê, không có chào cô. Chào cô chị. Rồi mời hai em ngồi. Trời ơi, che mặt lên nhục quá. Cưới
biết nhau lâu rồi mà tham gia vợ chồng son. Mới thấy được cô dâu Đại Ngọc Trâm. Chương trình này có hai loại son. Dạ. Son là có thể son từ 1 năm, 5 năm. Dạ. Nhưng mà còn cái son nữa là cho dù sống mấy chục năm đi chăng nữa thì hai vợ chồng lúc nào cũng dành cái tình cảm thiệt là son cho đó. Nhau. Son là gì nè, Trâm lúc nào nhìn chồng cũng vậy là say đắm á. Kiểu vậy đó, còn chồng lúc nào nhìn vợ cũng đó, đó thèm khát cái kiểu vậy. Dạ, đó. Quang, Quang nhìn thèm vợ, Quang say đắm coi. Nhìn coi. Thôi. Có thèm cái gì á chứ à, chưa bao giờ làm vậy hết cô thiệt. Thôi nắm tay cái coi sao đó, đó. Nắm, nắm tay thì có nắm cô. Tay thì được chứ dạ. Mà kêu nhìn thèm khác thì ghê. Dạ, lời nói đầu tiên cho đàng hoàng nha. Dạ, lời nói đầu tiên cho Hoàng Mèo gửi tới quý cô bác anh chị, quý khán giả đang xem đài truyền hình, lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng. Dạ, xin chào cô Dân, chị Dân. Đó, dạ, anh Thuận nha, anh Thuận. Chị Dân với lại anh Quốc Thuận, Thuận. Đó, nó vậy đó. Và toàn thể quý vị khán giả đang ở trong khán phòng. Mày xả đi Hoàng ơi. Đúng. Xả đi. Cô phải nói không được luôn. Mày Hoàng Mẹo như tuổi nè. Dạ. Thôi để giới thiệu được. Nó sinh năm 1979. Bằng tuổi anh Bin. Dạ, bằng tuổi với anh Bin. Cũng xin lỗi quý vị khán giả là tại sao mình với Hoàng Mèo cứ gọi nhau trên sóng truyền hình là tôi với bạn mày tao. Thì quý vị khán giả cũng thông cảm giùm. Tại vì hai đứa ở ngoài cũng khá là thân với nhau. Rồi bây giờ tới em đó Trâm. Lời đầu tiên cho phép Đại Ngọc Trâm gửi đến quý vị khán giả đang xem đài, quý vị khán giả tại trường quay, chị Hồng Vân và anh Bin lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Bây giờ em bao nhiêu tuổi, công việc em là gì? Vui lắm nói tuổi ngại quá. Thôi nhỏ hơn Hoàng Mẹo nhiêu? 4 tuổi. Công việc hiện tại đó là Đại Ngọc Trâm là một người mẹ của hai em bé rất là tuyệt vời. Và công việc chính bây giờ là diễn viên và quản lý cho anh Hoàng Mèo, đúng không? Có đang học đạo diễn nữa cô. Rồi bây giờ nè, anh Bin. Không, thật sự đó, đó giờ đó. Mình là biết bạn với Trâm. Dạ em hiểu mà. Cái lần đầu gặp gỡ. Cái lần đầu tiên các bạn gặp gỡ như thế nào? Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bơ vơ. Thôi, đó là lúc anh Lập còn sống cô cái làm một cô cái cô nữa kìa. Khán giả ta nhắc. Làm một cái kịch thông điệp xanh là nói về chặt phá cây rừng á thì em là đóng vai lâm tặc. Rồi xong cái bả được vé vô coi. Rồi sau này gặp bả mới nói vậy con. Cái này nhìn bố láo thiệt chứ. Mà bạn hồi đó là bạn cạo đầu đúng không? Cạo đầu chọc xong rồi để râu ria vậy đó. Kể rồi biết không nhớ gì. Thì ngay từ đó kể đi. Thôi kể đi Trâm. Là vậy, ngày xưa em học trong trường á, em hai diễn viên thì anh Trâm, anh Hữu Lộc á mới vô kiếm đào để diễn tấu hài. Vô nhóm mà ghét ông lắm, không ưa. Tại cái mặt láo láo rồi cái kiểu Cho trôi lúc cất kiểu cái câu hay nói á, phánh tướng. Ừ, kiểu vậy đó. Rồi xong sau này diễn một thời gian đó. Cái đi tới Chăm Ba diễn á, để cái tivi là chiếu là cái vở kịch đó là tình cờ lúc đó em mới nhớ là à thì ra thì có gặp ông này trước đó một năm rồi là không ưa rồi, đã ghét rồi. Bây giờ vô nhóm diễn chung nữa. Rồi ghét nữa. Sao mà từ ghét mà thành để ý nhau và thương nhau? Ngày xưa lúc mới vô diễn nhóm anh Trâm á, ba mẹ của ông cũng lên phụ Nụ Cười Mới, làm này làm kia. Thì thấy ông đối xử, cách đối xử với ba mẹ, đối xử với ba mẹ thì rất là có hiếu, rất là lo cho ba mẹ chu đáo lắm. Thành thử ra từ đó bắt đầu em cảm nhận lại là hình như là mình đánh giá về con người này bị sai rồi. Không có như mình nghĩ. Rồi suốt. Chúc mừng. Rồi. Đó, rồi từ đó em mới thay đổi cách nhìn, thay đổi cái quan điểm của mình, thử tìm hiểu ổng coi làm sao, thử tiếp xúc nhiều, nói chuyện nhiều nữa coi làm sao. Thì khi nói chuyện nhiều thì thấy thì ổng cũng dễ thương, ổng được nhiều đồng nghiệp, nhiều anh chị em trong nghề quý lắm. Hoàng á, Hoàng gặp Trâm á, Hoàng có thích liền không? Gái đẹp mà cô thì đàn ông mới đầu nhìn cũng khoái cô. Đó xong cũng đi diễn cái tiểu phẩm nụ hôn. Có hôn nhau nhưng mà cái hôn đó là chỉ là hôn theo kỹ thuật của cô để đây nè cô. Đó, thấy khán giả vỗ tay. Xong cái này không phải con đề nghị cho cô. Hãy đề nghị nếu mà bây giờ mình bỏ tay ra mà mình hôn thiệt để mình coi cái cảm giác nó thì sao được không anh? Ủi, phải liền đúng không? Nghe đề nghị phải liền đúng không? Chế liền. Trời ơi, gái đẹp đề nghị mà. Làm cái khán giả vô tay quá trời luôn. Được bên gala bầu chọn là nụ hôn nóng bỏng nhất trong gala. Cái lúc mà
Trâm nó khi mà rút cái tay ra hung á, cái cảm giác của con nó là sao? Dạ nổi da gà cô. Đã đúng không? Dạ. Trâm sao? Cảm giác Trâm. Không, em thì bình thường cũng có cảm giác gì á. Trời ơi. Trời ơi. Ủa giờ mới biết luôn hả? Thì về có cảm giác nhớ Nhung chọc đào Trâm không? Thì cũng chưa đâu. Tại vì một đêm đâu phải diễn một suất đâu. Đúng. Nhiều rồi. Khi chạy 4 năm suất mà hung thiệt 4 năm lần luôn á. Thì lúc đó làm sao? 12 lần. Hung 12 lần. Một đêm á, đêm tối. Thì mấy lần mà diễn ngay lễ tình nhân 14 tháng 2 rồi đó. Em thì trong lúc diễn thì em không có cảm nhận cái điều đó. Em thấy rất là bình thường. Tại vì mình diễn mà. Quan trọng là cái hiệu ứng khán giả. Khán giả vỗ tay càng nhiều là mày là nghe, em... Bạn nghe chưa Hoàng? Nghe rồi Thuận à. Sao tự nhiên mà hỏi rồi đi định đốt nhà người ta vậy? Khùng quá. Ủa, à. Mà thiệt hả? Thiệt. Đến bao lâu thì Hoàng mới tỏ tình với đàn ông Trâm? Tới khi mà là ông ôm hôn em ngoài hồn rùa là lúc đó cái nụ hôn đó em mới cảm giác là nó có tình. Nhưng mà trước đó là Hoàng nó cũng đã tỏ tình với nói em rồi nghe. Đúng không? Dạ cũng có chứ... nhưng mà chỉ là nắm tay rồi đi chơi ngồi sau xe rồi ôm ổng thôi chứ không có một cái nụ hôn nào mà thực sự là làm cho em cảm thấy cái đó là tình yêu. Mà lúc đó mấy giờ? Cũng khuya, cũng phải 12 giờ mấy một. Mà sao mà từ con gan như vậy con phóng vô lần hôn nhỏ. Cơ hội ngàn năm có một mà con. Mẹ vợ cũng bán cũng trễ cô. Tại vì cô mẹ vợ thương lắm đúng không? Đi nhậu cô hồi đó mà sinh viên chở bà này về. Rồi này lên lầu con ra con nói mà cặp kẹ. Cặp kẹ với mẹ. À. Cô Thảo, con là con nói cô rồi cô cứ yên tâm. À, Trâm đi diễn với lại anh Lộc với anh Long với con rồi cô cứ yên tâm không chuyện gì xảy ra đâu. Ừ. Nếu mà có chuyện gì xảy ra con sẽ là người nói cô đầu tiên. Ừ. Con cặp cổ đi đó, cho nên là sau đó thì miễn sao là đưa về nhà thôi. À. Rồi yên tâm rồi không bị sức mẻ sức đầu mẻ chán rồi. À, mẹ Thảo bả yên tâm liền. À. Đó, cho nên là thừa cơ hội thì hung thôi. Hay Hoàng với Dâm, tôi hỏi thiệt này nha, hai bạn á, hồi xưa là đi diễn chứ anh Trâm á, anh Hữu Lộc á, đi diễn là không phải là diễn ở thành phố mà thường xuyên đi show tỉnh đúng không? À, lúc đó hai đứa có khi nào mà ở chung phòng với nhau không? Có anh Trâm thì anh cho ở một cái phòng, gái thì ở phòng riêng. Ừ. Còn ba anh em thì ở phòng nhưng riêng. Mà hai bạn có đi chung với nhau đi xa không á? Mệt lắm này, nó rà nhiều đi đó, xa, nó đi xa đó. Quá sớm như vậy. Ý nó là hỏi những cái chuyện riêng á. Tự phòng riêng hả? Ừ. Trời ơi. Dạ cô. Ai cũng nghĩ như ổng cái gì á. Nói nghe nè Hoàng với Trâm cái lần đầu tiên á. Lần tiên sao? Nó sao? Chứ bị đặt ra. Ở tỉnh là không có chuyện đó rồi đó. Ờ. Không thể được là bởi vì thứ nhất là chị đi diễn. Ờ. Đúng rồi. Rồi đi du lịch xa. Du lịch xa dĩ nhiên cũng làm gì làm chứ ông nào. Hai bạn cái đêm đầu tiên đến với nhau như thế nào? Trời tự nhiên. Trời ơi tự nhiên vô xấu. Bỏ ngạch cái gì ông nội. Hai đó thích tắm. Cái đó không thích mới là lạ đó. Rồi sao cái đêm đó có lãng mạn không? Cũng ok. Nói chung là cả hai đều biết hết đó cô. Là tự nguyện luôn đúng không? Là tự nguyện. Hai đứa tự dụ nhau. Đó, đó vậy được rồi. Ở Sài Gòn đúng không? Ở Sài Gòn. Chứ không lẽ ở đâu? Mà buổi sáng không? Không ai làm chuyện đó buổi sáng hết đó bạn. Cái đứa thứ gì là tệ cái gì là buổi sáng hả? Buổi sáng. Đó. Mà hay quá. Không ai dụ hay nhưng mà không? Nhưng mà biết có một thời điểm mà hai đứa giận nhau nè. Đúng dạ, không? Dạ. Thời điểm giận nhau mà hơi bị dài luôn. Dạ đúng rồi, giận nhau gần một năm luôn. Trước khi cưới, đợt đó em chia tay xong là em xin nghỉ nhóm chung luôn. Ừ. Không làm nữa, tại sợ mà không làm nữa dính nữa. Chứ là không muốn gặp mặt dạ. Đúng không? Dạ, cái khoảng gần năm sau cái anh Trâm điện thoại, anh Trâm kêu thôi Trâm ơi giúp anh đi, thiếu đào quá, giúp anh đi cái tour tỉnh đợt này. Rồi đi nguyên một dính dọc, lại. Dính lại. Ê Hoàng, cái thời gian đó bạn sao? Không có thằng đàn ông nào mà chia tay mà vui cười hớn hở. Không phải lúc đó buồn bạn, chứ không cô. Lúc đó bạn cảm nghĩ như thế nào khi mất Trâm? Thì buồn. Cô con mà buồn, con không bao giờ tìm cái rượu bia hết. Ừ. Con mà buồn là con chỉ có nghe nhạc, đi mua phim về nhà coi. Con đi mua phim về, nó nói bà này, bà nói là sau này khi mà mày chết đi á, thì tao không cần bỏ trà trấu cái gì mà để ám mùi cô hiểu không? Tao chỉ cần nhét hết tất cả phim vô là bảo đảm cái mùi của trong cái phim á là ám hết mùi đó luôn, là chèn hòm đó là mày yên tâm. Nhưng mà nguyên nhân nè, nguyên nhân tại sao mà chia tay? Đơn giản cô, nói chung là
con biết ức chế chuyện gì. Trời ơi, đơn giản, chia tay đơn giản thì tôi bị khùng mà chia tay đơn giản. Tức nước dở bờ lại chuyện gì nào cô? Diễn xong về ghé vô ăn, không mà kêu một cái lẩu. Bà này mới thèm là heo quay. Trễ rồi, khuya mà trời mưa nữa cô. Thì con mới chợt nhớ là có một cái tiệm heo quay đậu nằm ở trên đường Đinh Tiên Hoàng, ở cái cầu của cô. Từ xưa tới nói có xa lắm. Là trên trời mưa là con đi tới đó mua sống lòng hứng hở về tới nơi mặt chủ ụ, con không biết hiểu tại sao. Xong rồi bắt đầu thôi tôi anh chia tay đi, tôi muốn mệt mỏi quá rồi, anh con người anh nó kỳ cục quá, nghe lời hết rồi xong rồi chia tay. Ủa, không hiểu đó? Tại vì ổng không hiểu ý em mà em không có muốn ổng đi, mưa gió nguy hiểm nữa mà thôi, họ thèm bữa nay không ăn được thì mai ăn được, mà nhất quyết phải đi cho bằng được. Lẫy mà đó, giống như là mua đóng heo quay về dằn vô trong mặt. Ê mà cái đó không có nha, cái đó con cô cái đó là con thật sự là muốn cho bà ăn. Bà là thèm mấy món mà heo quay kho với lại cải chua. Lúc mà con quen bà là con cũng hay thường làm món đó cho bà ăn. Bây giờ cưới nhau rồi có hai mặt con là con hết làm rồi. Có một cái miếng heo quay mà cái là hai đứa không hiểu nhau. Thật mà ra là, nhau là luôn trước đó. Có nhiều chuyện rồi chàng ly á cô rồi xong rồi. Tại sao ông này không hiểu mình, không nghe lời mình, ông cứ làm sao đâu á. Nói chung là bây giờ hai bạn là quá hạnh phúc rồi, có trai có gái đầy đủ, có bây giờ ở với nhau cũng đã mấy năm, cưới 10 năm quen 6 năm. Trâm bây giờ cái tật xấu của bạn này á nhiều không Trâm? Nhiều lắm Bin ơi. Lúc yêu đẹp lắm, lãng dạ, mạn đúng rồi, đẹp lãng mạn lắm, về không hiểu sao mà nằm kế bên là ban đêm ngáy mà ngáy banh phòng luôn, ngáy không ai ngủ, banh vào lòng nóc chợ luôn. Dạ. Bây giờ còn ngáy không? Còn một cái tật xấu rất là kinh dị luôn mà em không biết là tất cả những người đàn ông khác có hay không nha. Ngồi trong toilet một lần một tiếng mấy đồng hồ. Cái đó xấu đó. Mỗi lần ngồi xong đi ra em hỏi, ê mày làm như mày thích cái mùi toilet lắm không? Thích ngửi mùi lắm không? Mày mối rồi chiết xuất ra thành dầu thơm cho mày xịt nha. Mà sao kêu mày tao vậy? Ở nhà tụi em hay chọc gì? Bình thường kêu mày tao giỡn thì được nha, mà gây lộn mà mày tao là không yên với em đâu. Có nghĩa là giống vợ chồng đậu á, dễ thương. Ông ngồi toilet ông làm gì, ông ngồi tiếng giọng vậy? Hồi trước là đọc báo cô. Còn giờ lướt Facebook. Sau này Facebook. Độ khoảng năm hay năm nay thì không phải là Facebook nữa mà là chơi điện tử. Ngồi mà đến nỗi mà em trễ giờ quay luôn á, tại giọng. Chẳng hạn nói trễ giờ quay rồi. Không, ngồi im thì con có biết đâu, con cũng ngồi im luôn. Tâm cực có thêm cái tật nữa nè. Thầy hay chối á. Hay cãi, nói cái gì ra là phải cãi cho mình đúng thì thôi. Hay lắm. Không phải cô, tại vì có những cái không phải. Thực ra đâu phải là mình sai hết đâu cô hiểu không? Khi mà bà nói thì cái chuyện đó là con sai rồi đó, nhưng mà để xảy ra cái chuyện đó thì trước đó là tại vì bạn vậy nè, cho nên tôi mới bị vậy chứ đâu phải là tại gì đâu. Cũng thấy là ông hay cãi thiệt. Có thì có rồi đúng không? Rồi có hay cãi. Nó nhận nó cũng cãi đó. Có. Tại vì tôi có vậy đó. Không, ông Hoàng nó nổi tiếng là ăn mặc rất là chất, rất là sạch sẽ đúng không? Cho nên ở nhà anh ấy rất là ngăn nắp luôn. Không hề. Trời ơi, ở nhà là bài kinh khủng luôn nha. Thay cái quần cái áo nhiều khi em để cái sọt sẵn ở đó là chỉ có thay xong rồi quăng vô cái sọt thôi. Mà vẫn quăng ra ngoài đường. Nó rớt ra ngoài đường. Cãi nữa. Đậu xa nó vậy rồi. Nó là thôi để lát nữa rồi mình có đi toilet gì mình đi ngang qua cái cửa lụm lên. Tại nó nằm ngay cái cửa thì mình lấy mình bỏ vô. Mình vừa quăng cái thì nó rớt ra ngoài xong rồi bỏ lên ngay trường hợp. Thôi không hề ha. Trời ơi, nhiều bữa đi làm tới tối khuya em về luôn em vẫn thấy cái quần cái áo nằm ở dưới đó. Nó không vô toilet đó. Nhiều khi ăn uống hay là làm cái gì dơ lấy khăn giấy lau tay lau mặt rồi xong thả tại chỗ luôn, không dục vô thùng rác. Hay hỏi nữa, cái gì cũng hỏi. Nhưng có những cái mà đơn tại giản vì nó cũng hỏi nữa. Hay hỏi ở đây nó là vậy nè cô. Tại vì không bao giờ mà con làm mà bả sẽ đồng ý là chỗ đó là ok, cho nên là con lương trước vụ đó cô hiểu không? Con phải hỏi. Đơn giản cô còn nói chuyện ngày hôm qua dọn nhà. Về cái kệ với lại cái tủ lạnh em hả? Tủ lạnh đựng quần áo. Tủ đựng quần áo ra. Ông khiêng năm cái cục này để qua bên chỗ cái tủ lạnh với lại cái kệ mà đựng thuốc cho tôi, để bên đây đi. Kỳ lắm á, cái đó nó không vô luôn. Tí vậy ngay tầm nhìn mình coi tivi sao tự nhiên thấy nguyên đống đồ vậy? Để qua đi. Bà chị vợ ngồi kế bên. Chăm, cái đó chị thấy kỳ lắm á, nó không được đâu. Không có được. Dọn qua đi. Ok rồi xong dọn năm cục qua xong cái tự nhiên bà đứng giống như đứng giờ thôi dọn lại đi
mà chính vì như vậy, cô hiểu không? Chính vì như vậy, cứ mỗi lần làm bất cứ một cái chuyện gì trong gia đình là phải hỏi. Phải hỏi, ừ. Rồi sẵn vậy con kể luôn đi. Còn có cái tật gì xấu gì nữa? Còn cái tật gì nữa? Ngoài cái tật đó. Lì gì cô? Lì. Rất lì. Có nghĩa là ví dụ như mình giận thì mình đã là vợ chồng mình yêu nhau tới nước này rồi. Hai đứa con rồi, chứ giận xong cái cho anh xin lỗi nha, im. Tối ngủ ôm, tại người ta nói ôm là sẽ giải quyết, ôm gồng không thọt vô được luôn á, đúng không? Không thọt vô được luôn cô. Đúng rồi, rồi thì kỳ quá. Không nói chuyện, qua ngày hôm sau nói chuyện. Nhắn tin, con không trả lời luôn. Thế là nhắn tin lại, đã chán nhau rồi, thôi thì mình giải thoát cho nhau đi. Còn có con nhắn lại, cái gì vậy? Thì bảo với nó là ngày xưa lúc tôi quen ông, tôi yêu ông, mỗi lần tôi làm gì sai á là ông hay cũng như là lúc đó mình hay gọi là mình lì mặt, mình nói ờ anh xin lỗi em gì vậy chị, mặt dài á, dài mặt liên tục cỡ nào được. Giờ con thấy càng nhắn hình như là bả càng nói lại, mà chính vì cái nào càng nói lại thì sẽ con nghĩ là cảm giác nó sẽ cách xa nặng nề hơn. Chẳng hay giờ mình im lặng bình tĩnh lại nói chuyện, đúng không? Đúng chưa? Cái tật bệnh cô hay chia sẻ những điều buồn phiền lên Facebook. Bạn con đây là cô dám bảo đảm luôn, bạn con chắc chắn biết mình buồn thì chẳng hạn như là mình ghi một cái chữ gì đó nó ok, hôm nay tôi buồn, tại sao trên đời đối xử tôi như vậy là ok rồi. Không, con này buồn rất ngộ. Buồn mà vẫn phải lên mạng kiếm một cái hình để nó phù hợp. Phù hợp với nỗi buồn. Nhưng mà rảnh. Ủa vậy là sao ta? Ủa vậy là buồn hay là không buồn, hay là buồn có nội dung hay là buồn gì? Tôi muốn đi đâu đó thật xa, cái là có tâm hình có con đường. Có một con đường xa, có một người đeo cái ba lô quẩy mà đứng xa thiệt xa. Mà cách tìm cũng dữ lắm. Thôi, nói mà cái thời gian mà tìm mới tâm hình đó là hết là buồn, bớt buồn rồi. Thì là bớt buồn rồi mà vẫn để một cái ta tết buồn. Diễn viên mà thì mỗi lần bà này buồn là đây ông này là vô nhắn tin nhị mày. Thôi bà Liên vợ bạn không, ủa gì vậy anh sao để chuyện đó. Trấn Thành, Kiều Minh Tuấn, chị Phượng, ê mày đừng làm như vậy, có một con vợ mà như con Trâm là khó lắm nha. Chửi nữa. Giống như là em xin lỗi với chết mẹ, mình làm gì vậy trời. Mong muốn một điều thay đổi duy nhất, con mong là Trâm thay đổi cái gì? Bà này chỉ đừng có suy nghĩ tiêu cực nữa. Tại vì bà ấy suy nghĩ là tôi sinh ra trên cõi đời này là tôi sai, số tôi là số sinh ra là không đúng, tôi mang lại cái xui xẻo cho ông, cho nên là tôi cảm giác như tôi là người có lỗi với ông. Trời đất, đó, sao là... tiêu cực dữ vậy? Dạ, sao cố thiệt mà cố. Bà đã từng nói là bà nghĩ tới chuyện tự tử luôn á. Dạ. Cả nghĩ quá đó. Không, không, theo mình nghĩ thì có khi nào Trâm đang rơi vào cái trường hợp trong cái giai đoạn là bị nó gần như là trầm cảm. Mới đây thôi. Là trước đó nhiều lắm rồi cô. Bao lâu? Lâu lắm đó cô. Ngay cả lúc mà mang thai đứa thứ nhất cũng vậy. Sau đó tất cả những công việc làm ăn thì bà cứ cảm giác như nó không được trôi chảy. Thì bà cứ nghĩ là tại vì bà làm cái gì cũng sai. Bao bỏ giờ cái tư tưởng đó đi. Đúng, đúng rồi. Tại vì phải bôi, phải xóa, phải dạ. Delete ngay và liền. Em cũng đang cố gắng làm cái điều đó. Ủa Trâm, rồi Trâm có muốn hoàn thay đổi gì không? Không, con giờ hoàn thiện rồi. Đỉnh. Không, mới gần đây thôi. Mới gần đây, cách đây chừng khoảng gần năm á, đỡ được chút, chứ trước đây là cũng còn vô tư vô tâm đó. Bây giờ ở trong nhà của hai đứa, đứa nào là trụ cột? Quán Xuyến là trụ cột đúng không? Dạ. Đó thì con là trụ cột của gia đình. Trách nhiệm con gánh nó nặng lắm. Trong đó là có hai đứa con, rồi có một chồng mà tính tình rất là vui vẻ, rất là vô tư, có nhiều khi nó vô tư nữa. Thì sao trong cuộc đời có những cái lúc nó không đúng ý mình, thì thành ra là nó gần như nó không phải trầm cảm mà nó bị gì nè, nó bị hơi bất đắc chí một chút xíu. Đó là những cái suy nghĩ mà của rất nhiều người, chứ không phải một mình Trâm suy nghĩ đâu. Con gạt bỏ cái đó đi, tại vì con càng nghĩ cái đó thì con sẽ càng bị áp lực. Đúng rồi, đúng nhiều vậy. Người bị lắm, chỉ có điều người ta nói ra hay không nói ra, mình biết hay không biết thôi, chứ ai cũng bị hết trơn trời đó. Chúc cho hai bạn luôn luôn hạnh phúc và sẽ có thật nhiều điều may mắn đến với gia đình của hai bạn.